Thế mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái máy lọc nước mình mua cho Bell nè. Thì Bell mình thường đi khám á, thì bác sĩ kêu là Bell ít uống nước nên là hơi có cặn trong thận á, nên là mình thường mình sẽ cho Bell uống thêm sữa, tại vì kiểu như là muốn lọc thì nó ít uống á, nên là sẽ uống sữa nè để uống được nhiều nước hơn. Xong rồi mình cũng mua cho Bell cái bình lọc nước này, là nó rất là dễ thương, rất là nặng nữa, trong này rất là chắc chắn. Thì trong cái này á, nó có cái đầu nè, cái lọc, cái lõi này là cái dây thôi chứ không. Thực ra là cái loại này có màu màu xanh nữa, nhưng mình thấy cái màu hồng này dễ thương quá nên là mình mua luôn cái loại này cho Bell. Rồi không biết tại sao một hồi á, là cái bàn ăn của nó cũng màu hồng, cái bát ăn cũng hồng, cái bình lọc nước cũng hồng, xong rồi tất cả mọi thứ của Bell á nó màu hồng hết. Chết không, chết không Bell.